Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan trang trại nấm lớn nhất quê mình nha. À, xin chào mọi người, thì giới thiệu mọi người đây là chị Trúc ha, thì đã là chủ trang trại nấm của mình. Thì chị ơi, thì nay cho em phiền chị bữa ha, thì không biết là trang trại nấm mình á thì cái diện tích nó là khoảng bao nhiêu hả chị? Hiện tại diện tích của chị là 3.000 vuông. Dạ. Thì cái diện tích này mình trồng chỉ một loại nấm thôi hay là nhiều loại nấm gì hả chị? Hiện tại giờ chị có được 3 loại nấm. 3 loại nấm ha. Ở đây giờ mình trồng những loại gì hả chị? Trước mắt là chị tập trung. Dạ. Dạ. Hồng ngư, dạ. Nấm mèo. Chị ơi, cái bên khu vực này là cái mọc cưa mình làm gì vậy chị? Mọc cưa làm nhân liệu đóng phôi đó em. À, tức là cái mọc cưa này mình đóng con giống á. Đóng con giống rồi mình nhập hay là từ đâu về chị? Mình nhập về. Nhập về. Từ Tây Ninh hả chị? Thì cái này về thì mình có phải xử lý như thế nào để trồng cái nấm không chị? Hay là về rồi lấy vô bọc thôi? Vậy không, mình cũng phải bỏ nào là vôi, cơm bắp. Dạ. Có số lượng tùy theo cái loại nấm á, còn dạ. Đầu cái mình cho vô giá thể máy móc gì nè, mình đóng mình chìm xuống, cái nhân công ở vô bột mũ đóng ra, dục ra mới đem vô lò hấp 100 độ. Và như cái này chỉ mới có làm hấp ra đây thôi, hấp ra, chị chưa có dùng cái meo. Dạ. Cái này là. Ở đây là chỉ cái meo rồi cái này. Wow. Như cái này là bao nhiêu ngày rồi mình sẽ cấy meo vào chị? Mình hấp trong chừng là một ngày, bữa trước bữa sau mình cấy nha. À, bữa trước bữa sau cấy liền. Còn cái này là ngày mai mình sẽ cấy hay sao chị? Còn cái nguồn mà nấm con á, meo nấm gì đó là mình nhập ở đâu hay sao chị? Không, meo là tự cơ sở chị sản xuất hết. À. Tự là. À, cái này là đang ương tơ đó hả chị? À, mới cấy là ra là nấm nó sẽ ở đây. Cấy thì mình cũng đâu có thấy gì hết, nó cũng y như bọc kia đúng không chị? Y ương tơ như vậy đó. Dạ. Cấy trong vòng mười mấy ngày em mới thấy được có bọc trắng được chứ không có dạ. Hết trắng được. Linh Chi chỉ có mẫu thôi chứ không có được trang trại ra. Dạ dạ. Em chỉ quay mẫu được rồi. À, Linh Chi mẫu. Cái mẫu này là nó sao già chị? Rồi già rồi nó khô lại hay sao chị? Khô. À. Chưa có bẻ đó. Ủa, cái này là mình đang làm gì ở đây hả chị? Mình đang cấy meo. Cấy meo hả? Dạ. Nó cũng đơn giản thôi mẹ em ơi. Dạ. Như vậy á, meo cái mình cấy ra cái mình để nắp lại. Cái xong vòng 3 4 ngày nữa mình để báo trở lại xong cái mình ương tên. 15 ngày sau nè sẽ nó chạy tơ lên. À dạ. Cái nấm mình đang cấy đây là nấm gì hả chị? Cái đó chị đang cấy là cấy bào ngư á. Bào ngư hả chị? À. Từ mà lúc cấy mà tới lúc mà nó thành cái nấm lớn mà có thể thu hoạch lên hết thời gian khoảng bao lâu hả chị? 2 tháng rồi. 2 tháng rồi. Chị ơi, cái nấm này thì khoảng bao nhiêu ngày mà nó lên được cỡ này hả chị? Nếu mà từ mình ủ tơ á khoảng là 15 ngày. Dạ. Còn nếu mà trong ngày mà em đã xử lý nó là ngày thứ tư thứ năm mà sang nấm như vậy trong ngày đầu tiên em đậy nắp lại cái tới 10 ngày sau em mở nắp em tưới em tưới xong xuôi rồi á thì em mở nắp ra em tưới xong rồi á tới 4 ngày sau nấm mới ra được như thế vậy. Dạ. Và trong vòng đây là tới chiều là chị bẻ rồi á. Ồ, vậy là cái này là giờ tới chiều là bẻ hả chị? Chiều chị bẻ, tối chị bẻ là hết á. Dạ. Cái nấm này thì mình cung cấp nấm tươi cho người dân dùng hay là phải sấy khô hay như thế nào hả chị? Chị bán hàng tươi luôn nha. Hàng tươi á, dạ. Những cái đơn hàng của chị đặt đó hết ra là bán hàng tươi luôn nè, chị đóng gói là chị đi. Dạ dạ. Cái như cái nấm này thì người ta thường dùng vào cái việc gì ta? Như chế biến làm thức ăn hay là như đa dụng lắm. Nói chung là mình nấu lẩu. Dạ. Rồi mình xào. Dạ. Mình nói chung là nhiều món lắm theo ý thích của mọi người thôi chứ nó dễ ăn hơn. Dạ. Nó ra một đợt vậy thì sau khi mình thu hoạch nó sẽ ra tiếp đợt khác hay như thế nào chị? Đúng rồi. Nó ra khoảng 5 lần hoặc là tới 7 lần. Cái trang trại của chị thì làm 6 lần thì chị nghĩ rồi. Tại vì chị muốn số lượng lớn á. Còn những trang trại khác nó làm tới 7-8 lần. Dạ. Thì theo ta có công nhân á ta làm. Còn chị thì muốn bẻ số lượng lớn lên chị làm 6-7 lần là chị bỏ. Dạ. Giống như cho nó được số lượng nhiều hơn chứ nó không khúc về khúc sau thì nó lên ít hơn như là đầu tiên nó ra dày, là thứ hai nó cũng vẫn ra dày, thứ ba nó vẫn ra đủ số lượng như em như vậy, mà thứ năm sáu nó sẽ năng suất lại. Dạ. Nó sẽ ít từ từ,
như một lần đầu tiên nó ra 10 tay phải không, lần thứ hai nó ra 8 tay đi, lần thứ ba nó sẽ tụt lại chừng 5-6 tay, từ từ nó sẽ giảm lại năng suất từ từ. Thu hoạch là mình cắt ngang gì luôn hay là mình nhổ từng cây ra? Mình dùng tay mình bẻ hết, mình bẻ như vậy nè. Dạ. Cái nào lớn mình bẻ trước, cái nào lớn mình bẻ trước. Dạ. Thấy không? Đó. À. Xong, mình bẻ lớn vậy đó. Còn dạ. Cái này mình bẻ chứ không thấy xế thì chiều mình nó bẻ. Dạ. À. Sáng chị đã thu hoạch rồi. Dạ. Trong lúc trồng nó có cái khó khăn hay là cái căn bệnh hay gì không chị? Nó phổ biến không ha? Cũng có luôn. Có luôn hả chị? Khó khăn lắm. Dạ. Một thứ nhất đó là bị mốc xanh. Dạ. Mốc xanh khó chỗ lắm. Dạ. Mốc xanh mình chỉ bỏ thôi. Cái phần đó mà nhiều dân y chang như là mình giao cho khách hàng đi mà khách hàng không biết làm đó, thì mốc xanh thuê nó rổ. Dạ. Còn mình cũng làm quen rồi. Dạ. Chỉ cái nào mốc xanh mình bỏ hẳn chứ không có cứu lại được. Thứ dạ. hai là côn trùng. Côn trùng. Côn trùng mà thứ mà y chang như có chồng cũng gom cái gì. Dạ. Không? Nó có cái phần đó đó. Dạ. Thì trên nấm này vẫn có. Nó làm cho cục phôi như thế này. Mình dạ. phải xử lý kỹ chút xíu. Dạ. Mình cạy miệng vệ sinh cho nó kỹ chút. Dạ. Để giảm lại một mức độ đó. Chứ nhiều khi á dân công không biết làm rồi nó cái nó nhiễm ướt cái miệng thôi á, cái thành ra nó có con đó nó ăn tơ hết trơn. Nó không còn để cho mình thu hoạch đúng đâu. Dạ. Ủa chị này là mình đang gọi là thao tác gọi chính xác là gì hả chị? Dạ này mình cạy miệng mình vệ sinh cho nó. Vệ sinh cho nấm hái nấm xong á, cái mình vệ sinh thật thể cái mình đậy nắp lại. Mình vệ sinh là gọi là vệ sinh mấy cái meo hay như thế nào hả chị? Mấy cái con trùng á, có con trùng đây nè. À. Nó bay vô là bị nhiễm khuẩn á. À. Có con trùng nào đây hả chị? Có để. Là nó hay bị cái phổ biến là cái đó hả chị? Dạ. Nó bị mốc xanh á, là mà do mấy con đó nó bay vô. Ngoài nó bay vô. À, thì cái này mình quét là quét vôi lên hay như thế nào hay thuốc gì? Quét vôi nè. Mình quét vôi lên cho nó chết lên con trùng quá, đặng để nắp lại. Như cái này có cái nào gọi là bị đây nè. Bị nấm xanh rồi đó chị. Cái đó đó hả? Cái này là bị nhiễm à. Này nước là thấy không? À. Lõi này ra. Và mình lõi bỏ cái phần đó đi. Này ra nè. À. Không, về đâu có nấm đâu. Dạ. Nếu mà về cái mình cột đèn để nắp lại là đặt sao là nó sẽ bị mốc xanh đi chăng? Cái này là giống như mình vừa cắt như vậy. Ừ. Sau đó là mình sẽ vệ sinh. Y chang cái nấm nãy ra cái mình hái xong mà cái này nó lú ra mà nó không quấy á, nó bị thiếu nước nó bị béo á. À dạ. Nên là mình còn đây mình tạo gì, tạo sạch ra. Cái này là thu hoạch xong là cái bịch nào mình cũng làm y vậy hết hay là chỉ có những bịch mà nó bị tổn thương mình mới làm hả chị? Nói chung mà nếu mà như vậy ha. Là dạ. mình chỉ khơi miệng thôi chứ mình không có mở cái bịch mũ ra vì nó còn khô, cái miệng nó khô là dạ, bình dạ. thường còn dạ. cái miệng nó ướt như vậy là mình mới tháo cái bọc ra mình làm mình trang điểm cho nó sạch lại. Dạ. Giống như là tô son chất phấn lên nè. Ta làm cho đẹp gái là để ra đợt nó mới. Đúng rồi, mình phải chăm sóc nó. Dạ. À, mình xuống thì không có ngay lúc mà thu hoạch lắm mọi người. Thì giờ thì có chị có thu hoạch một ít thì chị đang sơ chế. Thì mình để mình quay là cho mọi người biết là nó sẽ như thế nào ha. Thì nấm ngoài kia sau khi hái vô đây thì được chị cắt bỏ phần gốc hả chị? Đúng rồi, cắt bỏ phần gốc này nè. Cái phần gốc dơ này nè, em phải bắt bỏ. Thì để vô nó lên nó dính á, xấu cái phẩm của mình ra. À, rồi vậy là mỗi bọc gì mình vô mình là khoảng bao nhiêu gram hay sao chị? Một ký á. À ký là cái quy cách người ta cần mình đóng như vậy rồi để chuyển ha. Đúng rồi. Đó là mình đây là chủ yếu là thương lái các chợ với siêu thị hay sao chị? Đúng rồi, thương lái các chợ với siêu thị, chị bán rất là chợ bình điền. Dạ. Yeah. Có vô siêu thị cũng Xuân Hà. Siêu thị Xuân Hà. Dạ. Đồng như chị cũng có vô đó, xong món nào đó thì mình nói chung mình chia vào lô ra, lô nào của ai vậy đó. Dạ. Yeah. Wow. Người ta cũng đặt hàng trước mình đó, nhưng một có đơn gì đó 50, 200, 250 gì đó thì mình lãnh. Dạ. Yeah. Thì cứ có mối liên hệ cứ điện đặt cần nhiêu thì giao vậy đó, ha. Thì xe tải xuống tới tận ở đây lấy hay như thế nào chị? Xe của mình giao tới Tân Thạnh. À. Tân Thạnh xong rồi bắt đầu cái Tân Thạnh nó chuyển lên chợ đó. À, dạ. Ô, chị mới đem vô một bọc nữa nè, chị mới hái hả? Cái này là đứng ghép thôi. Cái nấm mà cái đầu tiên là rất là đẹp. Cái dạ đúng rồi. Ghép cùi để hết tất cả những nấm để mình móc miệng á. Dạ. Móc miệng để vệ sinh lại mình ủ tơ lại á. Cái nấm mà hiện tại là cái đầu tiên rất là đẹp. Đúng rồi.
cái này kiểu như là mấy giống như trồng nấm rơm cũng có những đợt mà vét cuối cùng á. Thì cái này nó có quy định là cái độ lớn tới bao nhiêu thu hoạch không hả chị? Nếu theo độ lớn không có quy định, mà như các em mình thấy cỡ của mình vừa tầm mắt của mình đó thì mình bẻ, mà tham số thì nó khoảng chừng 3-4 phân vậy đó. Dạ. Bẻ vừa rồi. Đúng rồi, lớn quá là sợ nó già ăn không ngon. Lớn quá nó bự quá thành ra nó không đẹp. Mình đánh sẽ kẻ thôi. Dạ, nó đã thành vô thành loại 2 loại 3 được hả chị? Như vậy nè, như cái nấm như vậy chị cho vô ruộng loại 2 nè. Nè, bự như vậy kêu loại 2. Dạ. Yeah. Wow, cỡ này là vô loại 2 á. Loại 2 nha. Như cái này thì nói chung hơi nhỏ để giết kiệm cho bẻ nè. À, còn cái này là loại 1 hả chị? À, loại 1 á. À. Dạ, để vậy. Dạ dạ. Cái này là nấu lẩu hay gì là bao ngon rồi. À, xin giới thiệu mọi người, phía sau mình đây là kho lạnh ha. Đây là kho lạnh này chứa nấm được thu hoạch từ 8 đến 9 giờ của đêm hôm trước. Thì đấy gọi là thành quả của người nông dân nha mọi người. À, nấm sau khi thu hoạch được sơ chế tạm thời thì sau đó là sẽ được vô thành từng bọc như thế này để chuyển cho thương lái. Thì nấm này phải bảo quản lạnh nha mọi người, thì cứ có máy lạnh cứ chạy liên tục như thế này. Ồ, từng bọc ha. Này nấu lẩu hay gì kia cũng khay nha mọi người. À, xin giới thiệu mọi người, phía sau lưng mình đây là những thành phẩm của trang trại nấm Thanh Nhàn nha mọi người. Thì ở đây có rất là nhiều loại nấm, thì giờ mọi người cùng tham quan ở đây có những gì nha. Chị có thể giới thiệu các cái loại nấm mà ở đây mình trồng rồi xong có thành phẩm đây. Ở đây em thấy có đông trùng hả chị? Wow. Này kéo ra luôn rồi. Wow. Wow. À, mình cũng làm bao bì đồ đầy đủ để bán nữa. Thì cái này mình có bán hay là như thế nào hả chị? Đây để chị nói rồi có bạn bè em hay là YouTube ai có coi thì có nhu cầu không mua thì mua, nhớ giống như mua một cái hộp vậy thì chị bán lỡ giá công khai là khoảng bao nhiêu hả chị? Chị bán công khai là cái hộp này nè là 25 gram. Dạ. Là chị bán là cái hộp này là 500 ngàn. Dạ. Còn như hộp lớn này nè. Dạ. Cho hộp lớn chứ. Gram. Dạ. Xong xuôi chị bán giá này 1 triệu. 1 triệu. Còn cái hộp nhỏ như thế này đó. Dạ. Thì chị có 20 gram thôi. À. Chị bán 400 ngàn. Dạ. Chị có 3. Thì cái nấm này theo em biết là nó rất là bổ dưỡng, thì không biết là cái quy trình mình trồng thì bao lâu để ra được cái cây nấm mà rất là to đẹp như thế này hả chị? Chị trồng chắc 70 ngày đấy em. 70 ngày. 70 ngày mới ra được cái nấm như thế này. À. Thì cái nói chung là hôm nay mình đi thì không ngay đợt là có nấm tươi ha mọi người, thì mình tham quan nấm khô thôi. Thì có một đợt là mình đã quay nấm tươi rồi, thì chắc là một tí mình về mình sẽ chèn những sụt đó vào thì cho mọi người biết là quy trình trồng đây cũng khá là, em thấy nó khá là công phu, là cũng phải trồng trong phòng lạnh hả chị? Dạ. Chi khô. Là cái hồi vàng hồi nãy là mình đi ngang đúng không chị? Đúng rồi, linh chi khô nãy đi ngang. Sản phẩm với bên nấm mèo mà thôi. Dạ. Ồ, cái linh chi là mình cắt sợi ra vậy rồi mình làm khô hả chị? Cái đó là mình cắt sợi tùy theo cái nhu cầu của khách hàng. À. Một bên thì chị cũng để nguyên tay, một bên thì chị cũng có cắt sợi. Dạ. À. Cái chủ yếu cắt sợi của chị là cho dân mình nó tiện hơn. Nó theo hết rồi mình chỉ bỏ vô nước, mình châm nước nóng sôi vô uống nó tiện hơn. À. Còn những cái nguyên tai cái thấy là gì ta bẻ không cực người ta đó. À. Nguyên tai dạng hai loại vậy đó. Thì cái này về uống thì cái vị nó giống như là đông trùng hay là như thế nào hả chị? Đông trùng nó có vị ngọt, thơm. Còn linh chi á, nó khác, đặc biệt có cái là cái vị của nó là nó hơi đắng. Uống vô thì ngọt, mà như cái vị nó hơi đắng một chút. Dạ. Còn so với cái mức độ bổ dưỡng thì hai thằng nó sẽ như thế nào hả chị? Như theo chị á, thì biết á, là hai loại á, nó có bổ dưỡng khác nhau hết. Dạ. Một bên á, thì đông trùng á, thì em cũng khỏi biết rồi. Thị trường bây giờ hiện tại ai cũng biết á, cái nguồn đông trùng nó rất là bổ dưỡng, nó rất là quý. Còn linh chi á, thì nó bên á, là bổ dưỡng bên hệ bệnh khác. Như dạ. á, là tim mạch hay là bên máu nhiễm mỡ, huyết áp, nó là vậy đó. Còn bên đông trùng thì nó cũng có một cái vấn đề cao hơn, nó là bên như tăng lượng sức khỏe, khác những các bệnh mình này kia vậy đó. Chứ nó cũng có hai loại đa dạng của loại nấm thôi, chứ nói chung là nhau, nó giống nhau là không có. Dạ. Cứ mỗi bệnh gì mình bán là như thế nào hả chị? Mỗi bệnh gì là 3 lít, chị bán cho 1 triệu. 1 triệu. Còn cái này có 1 lít nè. Dạ. Chị bán là 350. Dạ. Tùy theo độ nặng nha. Dạ. Có cái này là nhẹ nè. Tức là cái này là mình ngâm bao nhiêu tay nấm hay như nào hả chị? Có thể là chị bỏ cái này, cái mẫu chị bỏ khoảng 3 tay. Dạ. 3 ớt á.
Dạ đúng rồi, ba ớt cộng với ba lít rượu. Thì ngâm vô khoảng bao lâu thì mình có thể sử dụng được hả chị? Nếu mà người người mà heo mà em mà ngâm càng lâu càng ngon. Càng lâu càng ngon. Càng lâu càng ngon. Một tháng lại có thể sử dụng được. Về giống như là nhiều khi có người người ta không muốn mua nguyên bình vậy mà người ta mua tay về cho nó gọn á, gửi đường xa cho gọn, xong về nhì quê tới ví dụ ở phía Bắc ví dụ vậy, người ta mua thì về ta mua tay thôi, về ta tự ngâm thì nó này tùy theo, nhiều khi người ta không có thích hợp những rượu của mình nó để uống thì ta tự về ta mua rượu của người ta sẽ mua lắm của chị về ta ngâm. Dạ chứng nhận của cô ốp là luôn hả chị? Cho em coi thử đây. Của tỉnh Long An cấp hả chị? Ở đây giới thiệu mọi người ha, sản phẩm thì đã được chứng nhận co-op, thì cái này mọi người có sử dụng thì cứ an tâm ha, thì nó đảm bảo đầy đủ về cái quy chuẩn chất lượng của nhà nước mình. Cái này mình vừa đạt cách đây lâu chưa chị, hay là như thế nào ha? Em cũng được 1 năm. Chị đeo ô cớp này rất là lâu mà không phải muốn có được ô cớp là được đâu. Từ bậc kinh nghiệm của mình rồi này kia rồi anh chị thấy được công nhận của quyết tâm của chị rồi nhìn vô gian trại của chị á, mới cho chị sản phẩm ô cớp á, chứ không phải mình muốn được ô cớp là được đâu. Clip này chắc đến đây cũng xin tạm dừng mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi mình ha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Em cảm ơn chị đã hôm nay cho em phiền bữa ha.